Trong nội dung bài học ngày hôm nay, mình xin giới thiệu cho các bạn một cái tab mới trong phần mềm quản lý bán hàng bằng Firesale, đó là cái tab nhập kho. Trong cái tab nhập kho này, các bạn có thể tạo một tab mới và đặt tên cho nó là nhập. Và sau đó các bạn cũng dùng cái màu xanh dương làm cái màu nền cho tab. Thì chúng ta sẽ điểm sơ qua vào những cái thành phần có trong cái tab này. Các bạn có phiếu mã nhập, số thứ tự, code, tháng, ngày, mã nhà cung ứng, mã sản phẩm, nhà cung ứng, mô tả, đơn vị tính, số lượng, giá mua, phí vận chuyển, thuế cũng như là giá vốn, và cuối cùng là hệ thống sẽ có tổng cộng giúp bạn cái giá trị này. Vì theo nguyên tắc thì những cái mà tiêu đề màu xanh nước dương thì các bạn hãy nhập bằng tay, còn những cái tiêu đề mà màu đen thì các bạn nên để cho máy tự động. Chúng ta sẽ làm một cái ví dụ sau đây. Đầu tiên các bạn nhập một cái mã, mình sử dụng cái mã nhà cung ứng ở trên, thì khi mà mình điền vào nhà cung ứng thì tự động hệ thống sẽ đưa ra cái tên nhà cung ứng, và các bạn khi mà nhập vào cái mã sản phẩm thì hệ thống sẽ tự động điền vào cái mô tả cũng như là cái đơn vị tính. Tiếp đó các bạn nhập vào một giá trị số lượng bất kỳ. Các bạn cũng nhập vào giá mua, ví dụ như hôm nay bạn mua với giá là 190.000 thì là tổng đơn hàng của mình là 1.900.000, bao gồm phí vận chuyển là 10.000 đồng thì là tổng đơn hàng của mình là 2 triệu. Thì tiếp tục thì mình có thể nhập vào giá trị ngày. Thì giá trị này các bạn nhập vào ngày 20 tháng 6 16, đây là mình ví dụ thôi. Thì các bạn thấy là hệ thống sẽ tự động là nhập vào cái mã phiếu nhập cho các bạn. Các bạn lưu ý là để cái mã phiếu nhập hiển thị thì bạn phải có thỏa đủ hai điều kiện là phải có thông tin mã nhà cung ứng và ngày, thì lúc này thì phiếu nhập mới hiển thị lên được. Các bạn có thể thấy là một số cái công thức ở tiêu đề màu đen đôi lúc phức tạp với bạn, các bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Chúng ta có thể tải về một cái file mẫu trong phần tài liệu của cái khóa học này. Các bạn có thể thực hành trước, sau đó khi mà có thời gian chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu sau. Thì đối với cái tab nhập kho này, nó sẽ cung cấp dữ liệu cho cái phần mà thống kê rất là nhiều, giúp cho các bạn thống kê được cái doanh thu cũng như là cái chi phí mà các bạn sử dụng để nhập kho.